Xin chào tất cả mọi người đang xem video. Hôm nay cô là Thanh Tâm xin giới thiệu với cả nhà một cái trang web là vô cùng xịn sò của cộng đồng Zalo Thịnh Vượng mà cô là Thanh Tâm đang tham gia. Khi tham gia vào và cộng đồng chúng ta có vô vàn cái điều tuyệt vời, và đây Thanh Tâm muốn giới thiệu với mọi người đó là trang web để mọi người có thể tham khảo và tìm hiểu về số học, một môn khoa học và khoa học số. Thanh Tâm xin chia sẻ màn hình. Chúng ta vào trang web bất kỳ rồi gõ cái trang web là thanh tâm shtv.com và giao diện của nó sẽ ra như thế này. Rồi, cũng tuyệt vời đúng không ạ? Thì trong này cái phần quà đầu tiên mà Thanh Tâm dành tặng cho tất cả mọi người đó chính là phần quà về 6 số lõi trong cái bản đồ thành công của một người, tức là thông qua ngày tháng năm sinh và thông qua họ và tên. Thì chúng ta lướt xuống phía dưới này. Phần quà này có trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Và chúng ta sẽ bấm vào đây. Cơ hội hôm nay nhận ngay. Ta bấm vào đây. Khi bấm vào đây thì nó sẽ điền họ này. Ví dụ như là họ là riêng này. Tên đệm. Ví dụ như là đệm cả hai tên hay một tên. Còn tên là tách riêng này. Bởi vì nó sẽ tính rời từng phần này ra một thì ra các cái chỉ số. Ngày sinh là ngày bao nhiêu đấy. Mình bấm vào đây. Tháng sinh này, rồi năm sinh này, giới tính nam hay nữ này, và nhập địa chỉ email vào. Thì cái bài xuất này nó sẽ gửi về email của mình và mình sẽ vào email để tải. Và cái bài xuất này nó sẽ có dạng là dạng PDF, nó sẽ có dạng cũng có 6 chỉ số, đó là số nội tâm, số tính cách, số mệnh, ngày sinh, đường đời và thái độ, và cái sơ đồ tổng kết. Đấy. Thì trong này là mình sẽ thấy được có cái 6 chỉ số như này. Vậy thông qua đây là có thể hiểu được bản thân mình, bản thân con mình, bản thân những người xung quanh hay là những thầy cô giáo mà muốn hiểu được học trò thì mình có thể vào đây mình có dùng bộ công cụ này để mình tìm hiểu. Phần thứ hai, cô Thanh Tâm xin giới thiệu đó chính là về phần rất nhiều các cái nội dung bên trong này. Ví dụ trong cái phần dự báo này có cái tháng cá nhân và cách tính này, rồi các cái chỉ số về tháng cá nhân từ 1 đến 9, rồi năm cá nhân và cách tính, rồi năm cá nhân và từ 1 đến 9. Đó. Thì bấm vào đây nó sẽ ra nội dung cho mình về cách tính này. Đây, ví dụ tháng cá nhân là gì này? Làm thế nào để tính được này? Ví dụ tháng này, lấy số của năm này, vân vân. Và đây là có đủ các bước để chúng ta có thể xem này. Và đây có một cái bài kiểm tra để mình tìm hiểu xem mình đã hiểu gì về số học chưa. Mình có thể vào đấy mình test. Và năm cá nhân cũng thế. Và em vô cùng chỉnh sao đúng không? Còn về cái mục thứ hai về khoa học số thì ở trong này là các cái năng lượng từ số 1 đến số 9 và nói đến cả ngày sinh của bản thân của mình. Ngày sinh là ngày bao nhiêu, là có đủ các cái ưu điểm, những cái đặc điểm của ngày sinh đến ngày ngày 2, 30, 31 luôn. Ở đây để xem rất là nhiều luôn. Rồi về năng lượng các con số này, rồi nguồn gốc số học Pythagore, thì đây là khoa học số chứ không phải là thần bí gì cả. Nó đều dựa trên cái tính toán khoa học và dữ liệu thống kê trên số liệu của rất nhiều người trên thế giới rồi. Năng lượng các con số từ số 1 này, điểm mạnh bài học này, điểm mạnh từ số 1 đến số 9. Rất tuyệt vời đúng không? Phần thứ 3 mà chúng ta có thể tìm hiểu đó là về các khóa học. Thì khóa học tấm bản đồ thành công là khóa học miễn phí. Ví dụ khi bấm vào đây thì ngay thứ ba, thứ tư, thứ năm tuần sau là sẽ có khóa học này và diễn ra vào buổi tối và ở trên Zoom online. Vậy muốn khi đăng ký thì mình bấm vào đây, bấm vào khóa học này, sau đó lướt xuống phía dưới đọc thông tin về khóa học sau đó bấm vào đây để đăng ký, nhập họ tên, số điện thoại.
số điện thoại, email, thì sau đó mình sẽ gửi về. Ví dụ đây, bấm vào gửi thì sẽ có một cái địa chỉ, tức là một cái thư mời trong cái mail gửi về. Mình mở email ra nào. Và đây, sau khi đăng ký xong thì sẽ có một cái bấm vào link nhóm Zalo, thì mình sẽ bấm vào thì mình sẽ bấm vào tham gia nhóm này, bấm vào open, mình sẽ join được vào nhóm. Và mình mở địa chỉ, cái mail của mình ra này. Thì tất cả những thông tin sau này mà của cộng đồng các khóa học tiếp theo sẽ được gửi trong cái email này. Đây là phần đầu tiên. Phần thứ hai, vừa thì Tâm xin giới thiệu, đó là phần các cái sự kiện quan trọng hay là tài nguyên. Mình có thể vào đây mình tham khảo. Ví dụ MasterChef Club là cái sự kiện mà được diễn ra offline vô cùng tuyệt vời về bán hàng đỉnh cao. Thì khi bấm vào đây là sẽ có các cái khóa học về, ví dụ đây, khóa học đã diễn ra ở Hồ Chí Minh ngày 10 và 11 tháng 8, đã diễn ra tháng trước. Thì bất cứ một cái khóa học nào tiếp theo thì sẽ được ở phần sự kiện này. Thì mình chỉ được bấm vào đây thôi. Nó sẽ ra được MasterChef Club diễn ra. Và trong tháng 9 cũng sẽ có cái khóa học này. Phần thứ 5 là phần tài nguyên. Thì ở đây tài nguyên là phần blog, là những cái thông tin. Và đây mình đọc thêm các thông tin về số học. 5 cá nhân này, khoa học số cho người bắt đầu này. Rất nhiều các cái 1, 2 này. Số mặt trời này, sơ lược về 5 Greek and Pythagore này. Số 11 và số 22 này. Hai cái số này mà rất nhiều người quan tâm đó, số 33 này. Thì mọi người có thể vào để tham khảo. Còn phần quà tặng này thì nếu ai muốn tham gia thì có thể bấm vào đây để cảm nhận tiếp. Đây là một trang web vô cùng tuyệt vời mà vừa Thanh Tâm giới thiệu với mọi người. Mọi người có thể vào đây để nhận phần quà và tìm hiểu thêm về khoa học số. Rất hy vọng là video này sẽ mang lại một cái thông tin hữu ích nào đó và một công cụ để hỗ trợ tất cả mọi người, ba mẹ, các thầy cô giáo có thể tìm hiểu về con em của mình, về học trò của mình, để hiểu hơn về các con, về các chỉ số dựa vào ngày tháng năm sinh và họ và tên. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau.